tuổi tác, tiếp xúc nhiều với ánh nắng mặt trời, ngủ không đủ giấc, các thói quen ăn uống không tốt như nhiều đồ cay nóng, dầu mỡ, thức ăn nhanh, nhiều caffeine và da không đủ ẩm là các nguyên nhân chính khiến làn da của chúng ta bị lão hóa sớm. Một số dấu hiệu lão hóa sớm có thể xuất hiện ngay khi mới bước sang tuổi 35 như da bị trùng nhão, chảy xệ, xuất hiện nhiều nếp nhăn, đọng cằm, da khô do làn da chúng ta bị giảm lượng collagen và elastin. Da lão hóa sớm là tình trạng mà không ai muốn trải qua. Thấu hiểu được điều này, một siêu phẩm sắp cập bến tại DK Clinic and Beauty sẽ giúp các chị em xóa bỏ hoàn toàn nỗi sợ mang tên lão hóa. Siêu phẩm Haifu Pro 2022 áp dụng bước sóng siêu hội tụ cường độ cao, nhắm mục tiêu nhiều độ sâu dưới da từ 1,5 đến 4,5mm, độ sâu 4,5mm đi qua lớp dưới hạ bì, tập trung nhiều collagen và elastin, chạm đến các mô cơ thần kinh bề mặt. Sóng Haifu bằng cách cung cấp năng lượng, thắt chặt mô cơ, giảm mỡ nặng cằm và cho kết quả nâng cơ tuyệt vời, đồng thời giúp sản sinh collagen, giúp da lấp đầy nếp nhăn, làn da căng mịn, săn chắc, tăng nặn hồi, không còn tình trạng trùng nhão. Nhờ vậy mà gương mặt sau khi thực hiện Haifu được thon gọn, thanh thoát hơn mà không cần phẫu thuật. Công nghệ làm đẹp không xâm lấn giúp tất cả khách hàng chống lại dấu hiệu của thời gian mà không phải phẫu thuật, không cần nghỉ dưỡng. Haifu Pro 2022 top 1 các dòng máy nâng cơ, trẻ hóa, xóa nhăn hiện nay, cùng đón chờ sự xuất hiện của siêu phẩm nâng cơ, xóa nhăn, trẻ hóa tầng sâu Haifu Pro 2022 tại DK Clinic and Beauty vào ngày 23 tháng 4 năm 2022.